Ủa, bà dậy rồi hả? Sao hai đứa ngủ ngoài phòng khách như vậy? Hai đứa con... Hả? Sao bà trốn? Tụi con sợ ngủ quên. Đúng, sợ ngủ quên đó. Tôi qua tôi đã nói rồi mà, đâu có cần tiễn. Bà nói không tiễn thì không tiễn. Nói thừa. Mà tụi con vẫn cứ tiễn. Đúng vậy, vẫn phải tiễn. Thôi, được rồi, vậy hai đứa mau gọi điện kêu xe taxi đến đây cho ta đi, khiêng hành lý giúp. Hả? Dạ. Xe taxi, dạ. Xe taxi. Từ từ đi. Từ thôi. Ê, nhanh lên đi chứ. Trời ơi, nhanh lên. Dạ, nhanh rồi. Dạ nhanh. Sao tôi qua em ăn nhiều quá vậy? Anh ăn nhiều thì có. Em đem giúp bỏ đi. Mấy giờ rồi biết không? Dạ biết rồi. Dạ đang nhanh đây. Chúng con làm liền. Từ. Nhanh lên đi. Chúng con nhanh lắm. Trời ơi bà ơi, sao hành lý bà nặng quá vậy? Đúng đó. Trời ơi, đừng cái gì vậy không biết nữa. Đến chưa vậy? Vẫn chưa. Sao lâu quá? Đúng vậy, gấp chết đi được. Đã biết gấp, sao còn hành động chậm chạp quá vậy? Mới có vài cái hành lý, hai đứa đi ra đi vào hết 10 lần rồi. Bà ơi, nặng lắm đó. Đúng đó. Trời, cái rương nhỏ màu trắng của tôi để đâu được kìa? Cái rương màu trắng đó. Rương màu trắng hả? Tìm ở thử bên đây coi. Nè. Đâu có đâu. Không phải hồi nãy. Có khi nào bỏ về trong xe không? Anh mau tìm đi. Không có hả? Trong này không có. Trời ơi, có không vậy? Có. Ê, hay là hồi nãy em không cẩn thận làm rơi xuống đất rồi. Đúng rồi. Xem thử xem có dưới không. Hả? Có không, có không? Cái đó đó. Cái nào? Thì cái phía trước đó. Em nói có màu đen hả? Đúng. Đó là bánh xe mà. Cái của bà là màu xám phải không? Đúng rồi. Ở đây không có thật rồi. Ở đây không có. Cái màu trắng. Màu trắng hả? Con biết. Để suy nghĩ cái đó. Lúc nãy em nói mang xuống rồi mà. Em hả? Đúng rồi. Em. Anh nhớ em đã xách cái rương màu trắng đó. Mau đi tìm giùm tôi đi. Dạ, tụi con đi tìm liền, bà đừng có hối quá mà. Anh đi tìm đi. Ở trên lầu. Trên lầu đó. Được. Bà ơi, bà đừng hối quá. Để con lên lầu tìm lại, con sẽ xuống liền. Nè, con nữa. Hôm nay hai đứa làm cái trò gì vậy? Con. Đừng có tưởng là tôi không thấy gì cả. Thật ra muốn giỡn trò gì? Đâu có giỡn trò gì đâu bà. Câu này bà cũng nói ra được sao? Con khiêng hành lý giúp bà nha. Nhanh thôi mà, bà đừng có nóng ruột. Thiếu Hồng. Sam Thái.
Sam Thái, bạn sao vậy? Mình cũng không biết nữa. Bạn đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giúp cho ông bà gặp lại nhau. Lẽ ra bạn phải vui mừng cho họ và vui mừng cho chính mình chứ. Mình rất vui mừng thật mà. Nhưng mà bạn cứ mặc kệ mình đi. Mình biết rồi. Mình biết tại sao bạn không vui rồi. Ngay cả mình còn không biết. Sao bạn biết được chứ? Có phải là vì bạn sợ thấy cảnh trùng phùng không? Là vì bạn vẫn luôn chờ đợi cảnh trùng phùng của mình, có đúng không? Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi còn phải ra sân bay nữa. Em có khỏe không? Khỏe? Tôi khỏe lắm. Hết rồi phải không? Tiểu Hồng à, em có thể trả lại sự vui vẻ cho anh được không vậy? Vẫn là mua sai. Đàn ông đúng là đàn ông. Bà, bộ đồ lễ phục của bà đẹp quá. Bà tặng cho con thật sao? 30 năm rồi. Cũng chính vì cuộc hẹn sinh nhật năm đó, bà đã đặt người ra may riêng cho bà, tặng cho con đó. Bộ đồ 30 năm rồi, bà vẫn giữ gìn y như bộ mới vậy. Đồ còn mới để làm gì chứ. Hôm nay gặp ông ấy, bà mới phát hiện bà đã già thật rồi. Lúc còn trẻ ông ấy hơi mập chút. Mỗi khi ông ấy đến tìm bà, bạn cùng lớp bà thường nói: Tiểu Hồng à, con gấu của bạn đến kìa. Bà à, bà cười thật đẹp làm sao. Đẹp cái gì chứ, tóc bà hết trơn. Bà có thấy hối tiếc không? Bỏ lỡ 30 năm. Con thật khâm phục sự cố chấp của bà. Trong suốt 30 năm, bà không hề mềm lòng. Sao lại không mềm lòng? Mỗi năm đều mềm lòng một lần. Có lúc ngồi nghĩ lại, bà cũng rất giận mình. Tại sao lại hành hạ mình như vậy? Vậy bây giờ hai người quyết định bù đắp 30 năm đó thế nào đây? Bù đắp gì chứ? Cứ theo dự định của bà đi Canada. Hả? Tại sao vậy? Vậy còn ông thì sao? Ông ấy đi cùng với bà. Bà à, con không có muốn xa bà, nhưng con thấy vui mừng thay cho bà. Bà à, con có một câu muốn hỏi. Hỏi đi. Cái bánh xốp đó có thật là ngon lắm không? Con thử nghĩ coi, có gì ngon bằng anh một miếng, em một miếng, hai người yêu nhau, mỗi người cắn miếng ngọt ngào biết mấy.
全世界，未来是一个圆圈，在你我无名之间，为我们诺言来加冕完美的句点，要把你拥进我外套的里面，为你挡风雪，让你靠在我的肩，分享每一个明天，牵你的手去感觉烟火最迷人的季节，照亮幸福的瞬间，好让我们看得更远，牵你的手去感觉烟火最迷人的季节，点亮生命的一切，绽放我们的喜悦，在爱你的每一天。